mang kiến trúc độc đáo, nơi bạn sẽ có những bức hình check-in lung linh. Tiếp theo là chuyến du hành trên không, vượt biển bằng cách bay trên biển xanh. Đừng quên trải nghiệm ngắm nhìn qua đôi mắt của chú chim đại bàng tại Hòn Thơ. Và hãy hòa mình vào bữa tiệc sôi động của đêm trên đảo Thiên Đường. Nam đảo Phú Quốc, vùng đất đa sắc màu, vừa mang hơi thở cuộc sống địa phương, vừa hòa trộn với những không gian kiến trúc vùng Địa Trung Hải giữa biển trời xanh ngát. Nơi đây sẽ cho bạn những trải nghiệm vừa quen vừa lạ, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu tiên sẽ là một nhà ga mang lối kiến trúc độc đáo, nơi mà các bạn sẽ có được những bức hình sống ảo thật là lung linh. Tiếp theo là chuyến du hành trên không, vượt biển theo cách bay trên biển xanh. Em thấy trải nghiệm này thế nào? Quá ấn tượng luôn. Ở trên thì có trời, ở dưới thì biển rất là trong, rất là xanh nha. Và chưa kể là lâu lâu em còn thấy những cái chiếc thuyền của các ngư dân nữa, khiến cho mình cảm thấy rất là bình yên và dễ chịu. Và cái cảm giác giống như là mình giống như những chiếc chim á, mình bay trên bầu trời vượt biển và nhìn ngắm núi đồi rất là hùng vĩ. Hòn Thơm quả là một chốn tuyệt vời cho những ai yêu thiên nhiên và biển xanh sóng vỗ. Nơi đây có đủ mọi không gian cho những trải nghiệm hòa mình vào với thiên nhiên và không kém cạnh là những vũ điệu miền nhiệt đới sôi động. Những vũ điệu làm khuấy đảo mọi du khách khi đến nơi đây. Con chân chơi gì mà không hòa mình cùng những nghệ sĩ trong âm nhạc, trong nắng gió giữa miền nhiệt đới. Wow, đây là món quà mà anh nói là em sẽ rất là thích đúng không? Thì em có thích không đã? Quá trời thích luôn. Tuy nhiên thì chưa hết bất ngờ đâu, bởi vì đây là chốn thiên đường giữa biển xanh ở Phú Quốc mà. Đúng như lời Nguyên Lâm đã nói, Hòn Thơm có vô số trò chơi sẽ mang đến cảm giác mới khi được trải nghiệm. Bên cạnh Mộc Xà Thịnh Nộ, tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, đến với Hòn Thơm, bạn sẽ còn bất ngờ với trò chơi mới toanh vừa được ra mắt ở nơi đây. Chị ơi, vì sao trò chơi này lại có tên là mắt đại bàng? Đại bàng là một loài chim với một đôi mắt tinh anh và có tầm nhìn xa. Chính vì vậy chúng tôi mượn cái tên gọi này để đặt cho trò chơi này. Khách hàng có thể mượn đôi mắt này có thể quan sát toàn bộ hòn đảo Hòn Thơm xinh đẹp và trong trẻo. Nhưng mà trò chơi này có được gọi là trò chơi cảm giác mạnh không chị? Trò chơi này là trò chơi cảm giác nhẹ với độ an toàn cao và không giới hạn về độ tuổi cũng như là chiều cao cân nặng của khách hàng, và tất cả mọi người đều được có thể trải nghiệm. Trẻ em hoặc là những cái cụ lớn tuổi bạn có thể tham gia trò chơi được nhé. Dạ. Với chiều cao 120m, mắt đại bàng là trò chơi độc đáo cho phép du khách vượt lên tầng không, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của Hòn Thơm từ trên cao. Anh ơi, lúc mà trước khi lên đây thì em cứ nghĩ là nó sẽ chóng mặt rồi sẽ khó chịu lắm, nhưng mà không ngờ là rất là nhẹ nhàng như vậy luôn á. Ở một cái cabin lớn như thế này, sức chứa rộng và vòng xoay thì có cái tốc độ nhẹ nhàng, không cảm giác khó chịu. Và nhá, một trò chơi mà vừa bay như chim này nhưng vẫn đảm bảo là nhẹ nhàng, đúng như em mong muốn. Buổi chiều khi những ánh nắng dịu lại, toàn cảnh Hòn Thơm được nhìn từ mắt đại bàng trở nên thật lãng mạn. Hòn đảo giống như một chốn cổ tích bình yên, được bao bọc giữa rừng và biển. Nắng tắt không có nghĩa là cuộc vui kết thúc. Đây mới chính là thời điểm bắt đầu cho một đêm sôi động ở Hòn Thơm. Giữa sóng biển rì rào là một bữa tiệc với những món ăn khó cưỡng, lửa trại và những vũ điệu quyến rũ. Hòa mình vào bữa tiệc sôi động cùng âm nhạc. Và chắc chắn các bạn sẽ không thể nào quên được một đêm đáng nhớ tại đảo Thiên Đường Hòn Thơm.